Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ giải pháp cấp bách ứng phó bão số 5. Tại cuộc họp, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình hướng đi của bão, sẵn sàng lực lượng phương tiện nhất là hệ thống cứu hộ cứu nạn như cano, xe đặc dũng, cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức kiểm tra chặt chẽ các kho tàng doanh trại, đặc biệt chú ý kho vũ khí đạn khu kỹ thuật đề phòng mưa to dông lốc điều chỉnh kế hoạch huấn luyện làm việc tại một số cơ quan đơn vị để tập trung cho nhiệm vụ chống bão ngay sau cuộc họp quân khu đã thành lập các đoàn công tác cơ động kiểm tra phòng chống bão tại các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam